Ok, hello anh em. F2B Gaming xin chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái đợt test mới nha anh em. Hôm nay mình sẽ cầm SCBO. Rồi, cũng như những cái đợt test trước là mình sẽ tháo tất cả các đồ ra hết nha anh em. Mình sẽ không mặc đồ, kể cả những cái chỉ huy trong thành phố. Và đặc biệt là mình out clan luôn nha anh em. Rồi, đây là cái bảng tài năng của mình. Đấy, hiện tại là mình nâng theo hướng này. Chủ yếu là mình sẽ phòng thủ và công nhiều hơn. Để test thử coi là SCBO 5511 có thể đánh lại được Alex với Yumat hay không nhé anh em. Rồi, hiện tại là mình có nhờ bạn VNG Klee là hỗ trợ test với mình. Có điểm sức mạnh là 64 mê và 1.1 B skill nha anh em. Rất là mạnh, hiện tại là bạn mát rất là nhiều con tướng. Mà mình có nhờ bạn là sử dụng Alex và Yumat. Ok. Sẽ sử dụng 200k lính bộ binh nha anh em. Bạn Klee sẽ sử dụng Alex và Yumat. Hôm nay mình sẽ đổi, mình sẽ không xài Alex với Yumat nữa, mà mình sẽ xài SCBO với Alex Mat. Cũng là 200k nhé anh em. Ok, let's go. Ok, chúng ta sẽ xem thử coi cái độ trâu của SCBO như thế nào nhé anh em. Phải nói là SCBO ra skill rất là đẹp. Hiện tại mình đang sử dụng SCBO là 5511 nhé anh em, kẹp với Alex Mat. Mình đánh Alex với Yu Mat của bạn VNKLEE. Wow, hiện tại là mình đang chiếm phần ưu thế nha anh em. Có thể nói là VNKLEE giật máu cam xuống hơn mình. Phải nói là một con tướng mới ra được Red Kingdom nâng cấp rất là mạnh. Và SCBO hiện tại là nằm trên tất cả khắp các mặt trận kỳ KBK4 nha anh em. KBK4 trở đi thì SCBO được sử dụng rất là nhiều, rất là nhiều. Chúng ta sẽ đợi test thử 200k xem là cái tỷ lệ bị thương của SCBO 5511 với Alex Mat như thế nào nha anh em. Hiện tại là mình đang sử dụng tướng K4 là SCBO, mình đánh với tướng K2, K3 và các kỳ chinh phạt là Alex. Để mình xem thử coi về cái chế độ cũng như là có lợi thế nào lớn hay không, cũng như là test dam. Từ những cái video trước thì mình sử dụng Alex với Yu rất là nhiều. Mình phải nói là đánh với tất cả những con tướng để chia sẻ đến với anh em. Với mong muốn là anh em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm. Hiện tại là mình đang sử dụng Alex với SCBO, SCBO 5511 và Alex Mat. Mình xem thử như thế nào nhé anh em. Ok, hiện tại là mình win. Mình sẽ xem tỷ lệ nhập viện. Khá là ngon nhé anh em. Hiện tại là SCBO của mình và Alex thì mình ăn được 27.7k nhé anh em. Còn Alex với Yu sẽ làm bị thương của mình cũng như là ăn skill là 18.7k. Rồi chúng ta xem thử coi bên trong như thế nào. Wow,
có thể nói là cái độ tấn công của SCPO rất là mạnh nha anh em. Phải nói là tấn công bộ binh tới 132% và phòng thủ bộ binh là 96%, hơn rất là nhiều so với bạn Klee nha anh em, Alexmat và Umat. Về tấn công, các chỉ số thiệt hại kỹ năng phản công đấy, 5511 phải nói cũng rất là mạnh nha anh em. HBO 5511 rất là mạnh. Các skill. Ok, video test của mình xin phép dừng tại đây nha anh em. Qua video mình muốn gửi đến anh em là nếu như anh em không có nhiều chọc thì anh em có thể nâng HBO ở mức là 5511, max level 60 cũng như là 6 sao. Rồi anh em kẹp với Alex thì anh em sẽ ăn được khá là nhiều, cũng như là rất nhiều cái skill, và được hỗ trợ cũng như là được buff từ các cái skill của SCPO thì anh em đánh rất là trâu, đánh có thể nói là phục vụ ở cái kỳ mùa chinh phạt KVK 4 trở lên nha anh em. Nếu như anh em thích video, vui lòng tặng mình một like và một subscribe để khích lệ tinh thần phát triển kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.